ATM Lucky, Lucky Meal, Big Group đồng hành cùng chương trình. Mỹ ưu đãi đậm để hút Samsung xây nhà máy. Samsung lại mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh cần những gì để phục hồi kinh tế? Hãng hàng không Philippine Airlines phá sản. Xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Điểm tin 24 giờ, được upload lần đầu vào 19 giờ 30 phút hàng ngày trên các nền tảng của InvestTV và tôi là biên tập viên ảo Mai Phương của InvestTV. Thành phố Taylor, Mỹ đang nỗ lực thu hút từ Samsung Electronics. Được biết công ty này đang chọn địa điểm để xây dựng nhà máy sản xuất chip trị giá 17 tỷ đô la Mỹ. Thành phố Taylor dự kiến trợ cấp 92,5% thuế bất động sản trong 10 năm đầu, 90% trong 10 năm tiếp theo và 85% trong 10 năm sau đó nếu Samsung đầu tư nhà máy sản xuất chip tại thành phố này. Các ưu đãi khác còn bao gồm miễn thuế 92,5% đối với bất động sản mới được xây dựng tại dự án trong 10 năm và hoàn trả các chi phí đánh giá phát triển. Đây là nội dung của nghị quyết sẽ được Hội đồng thành phố và các ủy viên quận Williamson xem xét vào ngày 8 tháng 9 tới đây. Theo truyền thông Hàn Quốc, Samsung đang khởi động dự án mở rộng nhà máy tại Bắc Ninh trong nửa cuối năm nay, mục tiêu đưa vào hoạt động toàn bộ vào cuối năm hoặc chậm nhất là đầu năm sau, nhằm nâng sản lượng Z Fold và Z Flip lên 25 triệu chiếc mỗi năm. Quyết định này được đưa ra chủ yếu do nhu cầu thị trường tăng cao. Ngoài ra, dự kiến vào cuối năm 2022, Samsung sẽ khánh thành trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội. Philippine Airlines nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11 của luật phá sản Mỹ vào hôm 3 tháng 9. Trước hãng này, đã có hơn 20 hãng bay khác trên thế giới phải tái cơ cấu hoặc dừng hoạt động vĩnh viễn kể từ khi đại dịch xuất hiện. Hãng bay này tiến hành phá sản nhằm tái cơ cấu nợ và duy trì hoạt động. Nhận được sự hậu thuẫn của các chủ nợ, kế hoạch trên nhằm giảm bớt 2 tỷ đô la Mỹ tiền nợ, bơm thêm 505 triệu đô la Mỹ vốn cổ phần và vốn vay mới từ cổ đông chính, 150 triệu tiền vay mới từ các nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng sẽ do tòa án đưa ra. Đã có những tín hiệu đáng mừng trong công tác kiềm chế dịch bệnh COVID-19,
tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Viễn cảnh cho cuộc sống bình thường mới đang dần mở ra. Ngày 6 tháng 9, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế, Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã có đề xuất lên Quốc hội. Chính phủ áp dụng cơ chế đặc thù để kiến tạo động lực cho thành phố Hồ Chí Minh giúp quá trình phục hồi kinh tế diễn ra nhanh nhất có thể sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Theo đề xuất, với mục tiêu hiệu quả nhanh, thúc đẩy đủ mạnh để kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và đúng quỹ đạo vận hành của đầu tàu kinh tế, các gói hỗ trợ tập trung vào hai hướng. Thứ nhất, hỗ trợ trực tiếp cho tổng cầu bằng cách cắt giảm thuế, tăng chi đầu tư, chi hỗ trợ việc làm, chi hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội. Thứ hai, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, hạn chế đóng cửa, phá sản, chia sẻ chi phí, bảo lãnh và cho vay, cung cấp dòng vốn chi phí thấp. Trong các nội dung mà nhóm nghiên cứu đề xuất lên Quốc hội và Chính phủ, nổi bật có những cơ chế đặc thù như sau: cho thành phố Hồ Chí Minh vay tiền từ nguồn trái phiếu chính phủ với lãi suất thấp. Từ năm ngân sách 2022, kiến nghị Trung ương cho phép tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách thành phố Hồ Chí Minh từ 18% lên 23% và nâng trần nợ công của thành phố Hồ Chí Minh để có thể phát hành trái phiếu chính quyền đô thị, giúp thành phố có đủ nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bên cạnh đề xuất với Trung ương, nhóm nghiên cứu cũng khuyến nghị thành phố Hồ Chí Minh cần thiết phải kiến tạo động lực thông qua gói hỗ trợ tái tạo việc làm với đề xuất hỗ trợ 25% lương tối thiểu vùng cho doanh nghiệp duy trì đạt ngưỡng tỷ lệ lao động, thiết lập chương trình kích cầu mới. Đồng thời, thành phố cũng cần đầu tư mạnh hơn vào các công trình công ích. Quy mô gói hỗ trợ của thành phố phải đạt khoảng 22.300 tỷ đồng tương đương 1,7% tổng sản phẩm trên địa bàn, GDP của thành phố Hồ Chí Minh. Trong khai mạc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, ngày 6 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế hoạch, kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới. Theo Thủ tướng, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát đã gây thiệt hại về con người, tác động tiêu cực tới kinh tế, xã hội. Khu vực sản xuất kinh doanh, nhất là công nghiệp, dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thủ tướng yêu cầu phải nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng kịch bản để phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới. Song mục tiêu phòng, chống dịch vẫn phải được ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, việc lưu thông hàng hóa, di chuyển con người phải có chỉ đạo thống nhất. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tham mưu, cùng các bộ, ngành giải quyết. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo công tác này. Công ty chứng khoán VN Direct đã huy động thành công khoản vay hợp vốn kỳ hạn 1 năm từ nhóm các ngân hàng nước ngoài với tổng giá trị lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Đây là khoản vay đầu tiên của VN Direct tại thị trường vốn nước ngoài với mục tiêu phục vụ phát triển kinh doanh và mở rộng quy mô hoạt động. Tòa tháp phức hợp với hàng loạt tiện ích cao cấp Cham Diamond sắp ra mắt tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công trình thuộc dự án Cham City, bao gồm tòa tháp căn hộ 35 tầng với hơn 500 căn hộ cao cấp, shop house, nhà phố thương mại. Cham Diamond được xây dựng theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao, không gian sống xanh, tích hợp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe độc quyền cho cư dân. Chủ đầu tư kỳ vọng dự án sẽ là công trình mang tính biểu tượng của khu vực Đông Nam Bộ. Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cảng biển không tăng giá dịch vụ hoặc không thu các dịch vụ phát sinh, bảo đảm bình ổn giá thị trường, hỗ trợ cho các nhà máy, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27 tháng 8 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 261/2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí theo đề xuất của Hàng hải Cục Hàng hải Việt Nam. Theo vụ tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính, quy định hiện hành, doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu riêng lẻ theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm, cơ quan quản lý nhà nước không cấp phép phát hành. Tuy nhiên, trong số doanh nghiệp phát hành trái phiếu vẫn có doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng huy động vốn với khối lượng lớn, lãi suất cao, doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc chất lượng tài sản đảm bảo kém. Vụ tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian vừa qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh. Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 7 tháng đầu năm tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020 và xuất hiện nhiều trái phiếu có mức lãi suất cao bất thường. Đối với các trường hợp doanh nghiệp có tình hình tài chính yếu kém, khi huy động vốn trái phiếu với khối lượng lớn, lãi suất cao, chính các doanh nghiệp phát hành sẽ gặp rủi ro nếu hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn và sẽ không trả được nợ gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chỉ phù hợp với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, là đối tượng nhà đầu tư có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro,
có năng lực tài chính và dám chấp nhận rủi ro khi quyết định mua trái phiếu. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, công ty cổ phần tập đoàn MIC Group Việt Nam, công ty cổ phần ATM Lucky Việt Nam và công ty cổ phần tập đoàn For Việt. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế, bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường có thể liên hệ theo số hotline chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiên tập a@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.